Em xin chào, mến chúc toàn thể cô chú anh chị em và các bạn quý vị khán giả đang xem trên truyền hình nhiều tập Nét Đẹp Miền Tây có một ngày an lành, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hiện tại em đang ở khuôn viên của Cù Lao Viên trên địa bàn của Tống Mỹ, tỉnh An Giang nè. Thì bây giờ em đang trên đường để di chuyển đến bến đò Tống Mỹ nha, để em qua bên Cồn Én. Thì bên khu vực của Cồn Én có khu du lịch Cồn Én đó, thì để chia sẻ cho bà con cô chú bác mình về cái khu du lịch đó luôn. Và trên hành trình của em cũng chia sẻ một đoạn này cho cô chú biết được con đường em đi từ bên khu viên của chợ mới An Giang nè, em đi qua khu vực của Cồn Én nè. Bây giờ thì sắp sửa một chút xíu nữa, chạy một đổi nữa thì em sẽ đến cái bến phà Tân Mỹ để em di chuyển qua bến phà đó mới tới khu vực của Cồn Én được nha. Bây giờ thì mời cô chú cùng xem tiếp trên hướng video của em. Ở đây thì em có đi ngang một cái chợ nè, chợ ở khu vực chợ xã cũng nhỏ chứ không có lớn. Đây mình thấy là trên con đường thì bà con mình ở hai bên đường rất là đông, nhiều luôn nha cô chú. Đây là cổng chợ Tấn Lợi. Qua khỏi chợ Tấn Lợi thì em chạy một xíu nữa thì sẽ đến cái bến phà Tấn Mỹ nha cô chú anh chị em. Trên đường mới vừa chảy qua cơn mưa, nhưng mà em quyết định là em đi qua khu du lịch Cồn Én để chia sẻ chẳng tham quan luôn. Vào mùa mưa ở miền Tây nè, cho nên là thường hay trời mưa lắm. Buổi trưa thì đường cũng hơi vắng nha, nhưng mà nhà cửa khu vực này mình thấy em thấy là đông lắm nha, san sát với nhau ở dọc theo con đường nè. Ở phía trước á thì còn là cho mát nữa, thì cô chú cũng thấy đó, bến đò Tấn Long nha, nãy em nói lộn. Qua bến đò Tấn Long này thì mới qua được khu vực của khu du lịch sinh thái Cồn Én. Lần đầu tiên em cũng mới đi đò Tấn Long này. Thì bến đò Tấn Long này thì từ ở bên khu vực của Cù Lao Viên nè, thì mình mới đi theo đò đặng qua bên qua sông Tiền nha, sông Tiền mới qua được cái Cồn Én. Phía trước thì cô chú thấy bảng rất là lớn á, đó. Hình như mình chạy thẳng phải không ta? Qua đây qua đường Thanh này. Em nói chung là em cũng lần đầu đi cho nên em cũng chưa gặp đường lắm á. Nãy có coi bản đồ nhưng mà giờ quên rồi. Đây là đường Đan rồi. Sao đường nhỏ quá ta. Có khi nào lộn đường không? Nhưng để chạy thêm một xíu nữa coi coi như thế nào. Chắc chúng ta cần phải coi bản đồ quá. Không cần đâu. Chờ đây đấy. Tới đây thì đường Đan không nha. Ngoài kia nãy thì đường nhựa, vô đây đường Đan rồi. Làm gỗ nhiều hơn ha. Ừ. Ê, mình thấy là xả dán, xả cây nè. Để hành làm nội thất ở chợ mới là rất là nhiều luôn. À, nội thất chợ mới nhiều. Nhất là cái đoạn đường đi hướng của thợ ba. Đi vào nhà thờ Đức Bà Cồn Trên, đi thẳng thì sẽ ra được bến phà. Mình nhớ trên này hay xuống thà đó. Xuống thà rồi đó. Giữ xe Honda 4 chỗ 7 chỗ. Rồi bây giờ mình qua phà này nha cả nhà. Khu vé này hả? Khu vé này hay sao hả? Vé là khu vực bên kia, còn này là tiền qua phà. Rồi rồi. Đến lâu lên là phà nó mới thu chứ. Dạ. Bao nhiêu anh? Dạ 8.000. Đây đi qua Cầu Mé. Dạ, đi qua Cầu Mé. Phà cũng lớn. Giá tiền đò là 8.000.
đi rồi Trang thấy nếu mà thà nhỏ thì Trang lại về. Cô chú chị em mình quý vị cũng đã thấy được thì em vừa di chuyển qua sông Tiền bằng cái bến đò Tấn Long đó. Và bây giờ thì em đã đến khuôn viên của Cồn Én này nha, để đi tham quan Cồn Én. Và bên đây chính là khu vực để mình gửi xe, các xe ô tô, xe lớn nè, gửi bên đây bãi giữ xe khi mà vừa qua bến đò Tấn Long. Và bây giờ em sẽ đến khuôn viên của khu du lịch sinh thái Cồn Én nha. Đây chính là khu du lịch sinh thái Cồn Én nha quý vị, quý vị, chú anh chị em mình. Đây phòng mua vé nè. Rồi giờ mình đến đây mình giữ xe nha các nhà. Xe máy mình thấy để 5.000 gì đó. Ủa xe máy 5.000 xe gặp miễn phí. Ok. Để rảnh gì nữa. Bãi giữ xe rất là rộng. Đây là dòng người, các du khách từ bên khu vực của chợ mới An Giang di chuyển qua bến đò để đi tham quan du lịch Cồn Én nha quý vị khán giả. Em xin chào cô chú anh chị em nha. Qua bến đò thì cũng đã đến khu du lịch Cồn Én nằm ở ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện chợ mới, tỉnh An Giang. Nơi đây được xem là thánh địa cực chất cho mọi du khách đến tham quan và trải nghiệm. Khu du lịch Cồn Én, chợ mới An Giang là một trong những khu sinh thái được khai trương vào dịp Tết năm 2023 với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng, diện tích rộng khoảng 6,6 hectare, xuất hiện với vẻ đẹp độc đáo ấn tượng ngay từ khi bước vào cổng chào. Quý vị khán giả nhìn toàn cảnh của khu du lịch Cồn Én thì nó hao hao giống như là khu du lịch được ví như phiên bản khu nhỏ của Mandit nằm tại Việt Nam mình nhé, ở miền Tây sông nước mình đây, hòa quyện với thế giới gỗ trầm thủy độc đáo. Và bây giờ cụ thể là sao thì mời quý diễn giả cùng theo em đến cổng và mua vé trải nghiệm vào bên trong khu vực của khu du lịch Cồn Én này nhé. Ở từ khu vực của bến phà đó, đây ở ngoài đây bến phà đó, thì mình sẽ đi vào bên trong, bên phải chính là khuôn viên của cái bãi giữ xe nha. Còn ở bên trái nè, bên trái này là khu phòng vé để mình mua vé nha. Đây mình thấy để là người lớn là 80.000, trẻ em là 50.000. Bán cho mình hai vé người lớn. Dạ, 160 anh. 160 ha. Rồi đây nha cả nhà, mỗi vé là 80k nha. Rồi cảm ơn. Dạ, mình để xe bên ngoài á. Đây thì bên đây mình thấy nó có quy định chiều cao nè. Người lớn cao trên 1m3, còn trẻ em cao từ 1m đến 1m3, mà dưới 1m thì sẽ được miễn vé. Rồi bây giờ thì cùng em vào bên trong khuôn viên của khu du lịch sinh thái Cồn Én nha. Và hiện tại em đang có mặt trên khuôn viên của Cồn Én, tại khu du lịch Cồn Én nha quý vị khán giả, cô chú anh chị em mình. Ngoài đây chính là khu vực của sông Tiền nha. Thì nãy em có đi đò từ bên bờ bên bển ở bên khu vực của Cù Lao Viên, đi đò qua bên khu vực của Cồn Én nơi mà em đang đứng đây. Đây chính là dòng sông Tiền nha. Hướng dòng sông Tiền hướng này thì mình sẽ đổ về khu vực của cái cầu Cao Lãnh á,
cũng tương đối khá là xa đó. Nãy em ở bên khuôn viên của thị trấn Mỹ Luông, sau đó là em đi qua cầu Mỹ Luông và mới đến khu vực của cái Cù Lao Viên, và sau đó Cù Lao Viên mới đi đò để qua khu vực của Cầu Mén, sau đó em đến khu du lịch Cầu Mén nè, thì cô chú có thể nhìn thấy bến đò nè, đưa đón nè. Còn quý vị ở bên từ thành phố Hồ Chí Minh á, thì quý vị sẽ và con chú bác mình sẽ đi bằng đường quốc lộ 30 á, để đến khu vực này nha. Ở đây thì mình thấy là người ta sử dụng những cái gỗ này nè. Đó. Ở đây thì người ta sử dụng bằng những cái thiết bị, những cái loại cây gỗ lũa nè. Gỗ lũa này là những loại gỗ trầm tích, được ngâm ở trong nước rất là lâu rồi, như nào đó người ta mới lấy lên sử dụng, và chỉ sử dụng bằng những cái lõi thôi nha, và nó cũng rất là chắc và đặc biệt luôn nha, nó có một cái màu đặc trưng của gỗ lũa nè. Rồi sau đó người ta sử dụng cái gỗ lũa này để làm ra những cái mái nhà, rồi những cái khu du lịch bằng cây như thế này nè. Bây giờ thì cùng em đi tham quan một vài vị trí khác của khuôn viên Cồn Én, du lịch Cồn Én này nhé. Như ở trên đây thì cô chú cũng thấy để địa vị trí này, của ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, chính là địa chỉ của khu du lịch sinh thái Cồn Én. Ở ngoài khu vực này thì người ta be bờ trắng lại, sau đó bơm cát vào trong khu vực này. Cô chú có thể nhìn thấy những cái bờ cát nè, bên trong đó là những cái nhà để người ta chế biến nấu những món ăn để cho chiêu đãi cho bà con mình khi mà đến đây du lịch, để mình muốn ăn những món gì thì mình có thể order, có thực đơn ở bên trong thì có các món cũng rất là nhiều món và đa dạng nha. Đây là khu vực mà em vừa mới đi qua nè, bằng một cái căn nhà gỗ rất là đẹp luôn, đặc biệt luôn ha, để mình ngắm dòng sông Tiền ở ngoài đây. Bên cạnh đó thì mình có thể thấy khuôn viên của những cái cây bông giấy nè, bông giấy ngũ sắc ha. Bên trên là cái nhà bằng gỗ lũa đó. Rồi cùng em đi tiếp nha. Và trên con đường này thì người ta cũng làm những cái nhà sàn bằng cái cầu bằng sàn như vậy nè, để mình đi. Bên ngoài kia thì có những cái đường lưới để bảo vệ, cũng như là giữ cho cái cát bên trong này nè, chắn giữ cát, rồi cát người ta bơm vô đây để người ta làm cái du lịch nè. Bên kia xa xa bên kia là sẽ có những cái khu vui chơi và những tấm giống như trang như là khu du lịch này, như là Mandit như đó. Tại vì nó cũng có bãi tắm, cũng có hồ bơi, cũng có khu để mình ăn uống và để mình tắm như tắm biển vậy nha. Nhưng mà này là nước ngọt bằng sông Tiền nha cả nhà. Thì cả nhà có thể xem trên livecam, trên các thước video của em sẽ thấy rõ được cái khu du lịch này nó hay như thế nào nha. Bên trên là những cái mái lá nè, mái lá như một cái kiểu nhà của Mandit gì đó. Và bên trong là sử dụng toàn bộ bằng gỗ hết trơn nha. Gỗ này gỗ lũa chứ không phải là gỗ bình thường nữa. Gỗ này được ngâm với trầm tích bên dưới lòng sâu dưới nước á, người ta là chỉ lấy được cái lõi trong của cái gỗ này thôi. Rồi bây giờ cùng em đi tiếp tới bên kia. Thì bên kia cũng có rất nhiều các cái chòi như thế này nè, để bà con mình có thể lên đây để mình thưởng thức các món ăn, hoặc là để mình có thể ngồi thư giãn, kêu món ra nhâm nhi, hoặc là mình hãy qua bên khu bên kia để mình tắm cũng như và để mình vui chơi á. Đây mình có thể đi thư giãn, đi dạo trên những cái con đường bằng nhà gỗ bằng sàn như thế này nè. Khu du lịch sinh thái Cồn Én. Và bên cạnh đó trên con đường thì để rất nhiều, trưng bày rất nhiều các cái cây ha. Những cái cây kiểng như thế này nè, bông giấy rất là đẹp luôn ha. Đó, mình đi tới đây thì trên con đường này thì nó nằm ở ngoài khu vực này, cặp theo bờ sông Tiền này nha. Và cô chú có thể nhìn thấy bên dưới nè ha, bên dưới của cái chòi ha là những cái cây gỗ lũa nè, toàn bộ đa số mọi thứ ở trên đây đều là gỗ lũa hết nha.
hay cả cái chậu của bông giấy cũng vậy luôn. Chỉ có một số vị trí là sử dụng bằng những cái sành sứ, gốm sứ như thế này nè. Đây cũng có một trong những cái chồi lá này, mấy lá để quý vị khán giả như bà con mình đến đây vui chơi thư giãn chưa vào các món này. Và mình thấy là mỗi cái chòi đều có để một cái tên tỉnh ha, như Đồng Tháp nè, An Giang, Long An, nhân dân á. Cái cầu cũng được làm bằng gỗ nha quý vị khán giả, cô chú anh chị mình. Này, bên dưới cái sàn, bên dưới của những cái chòi nè. Bây giờ thì mình cùng đi tới nha. Đây là bên dưới, bên trong cái khuôn viên của cái chòi nè ha, chòi mái lá nè, những cái khúc cây gỗ lũa rất là lớn ha, là những cái cột chống trụ cho cái khu vực để mình ngồi mình thưởng thức các món ăn ha. Bên trên thì được thiết kế có những cái tre nứa ha, cái lồng đèn cũng được làm bằng tre bằng nứa nè, đang tạo một cái không khí rất là mộc mạc ha. Mọi thứ đều bằng gỗ cây hết. Bây giờ mình đang đi lên cầu nữa ha. Những tấm bảng này cũng rất là đẹp luôn ha. Đây thì ở những vị trí này mình có thể mà chụp hình check in, hay hoặc là mình có thể đứng để thư giãn hóng mát cũng được nữa ha. Nè, hai bên cái cầu sơn một màu cũng rất là đẹp đúng không ha. Ở ngoài kia mình có thể đứng đây hoặc là những cái bên trong những cái chòi mát ha, nhìn ra ngoài lòng sông Tiền thấy được những chiếc ghe và những chiếc tàu rất là lớn nha, những chiếc du thuyền rất là lớn nè. Ở ngoài lòng sông Tiền á, những chiếc du thuyền, những chiếc ghe đánh cá, những chiếc tàu, những chiếc thuyền nhỏ nhân dân, các loại phương tiện dưới đường thủy nè. Rồi mình cùng đi tiếp với em nha. Đây cũng vậy nè, đây cũng có một cái chòi nè ha, để bà con mình đến đây mình vui chơi thư giãn. Bên cạnh đó thì cái lan can cũng vậy nè, lan can để bảo vệ nè, cũng là bằng những cái cây gỗ lũa nè, nét đặc trưng tại đây ha. Thì cái người mà sáng tạo ra cái khu chơi này có lẽ là cũng rất là yêu thích những cái loại cây cái này, cũng như tạo ra một cái bầu không khí rất là mộc mạc ha. Một cái gì đó, một nét đặc trưng ở đây là bằng tất cả đa số là bằng gỗ lũa ha. Ở bên dưới thì cô chú có thể nhìn thấy rất nhiều du khách người ta đi chơi nè, đặc biệt là vào những ngày lễ hay hoặc là những ngày nghỉ á, thì sẽ có rất nhiều du khách đến đây để vui chơi nha. Ở bên dưới sẽ thấy các du khách đến đây để chụp hình ha. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi qua bên kia nha. Bên kia, khu vực bên kia thì cũng có những cái khu vực để mình tắm biển vậy đó. Ở trên cao thì mình nhìn xuống không khác gì Madrid thu nhỏ tại Việt Nam nha. Bên dưới dòng sông Tiền, bờ sông Tiền như thế này nè. Rồi cùng em đi tiếp nữa nha, khám phá một số không gian. Bầu trời hôm nay thì có mây mù che nhưng nó hơi tối một xíu nha. Dạ. Kênh gì vậy cưng? Dạ kênh em là Nét Đẹp Miền Tây. Nét Đẹp Miền Tây. Dạ anh ở đâu, anh chị ở đâu đến đây chơi vậy? Thành phố Châu Đốc. À thành phố Châu Đốc đến đây chơi ha. Dạ. Mình có đi lần này, lần nào tới đây chưa anh? Mới lần đầu anh tới. Dạ. Rồi em chúc anh chị cũng như là đi chơi vui vẻ luôn nha. Dạ em cảm ơn nhiều luôn. Được nhiều người hiểu veo nha. Dạ dạ em cảm ơn nhiều luôn ạ. Rồi bây giờ cùng theo em đi khám phá tiếp một vài khu vực khác của khuôn viên khu du lịch Cồn Án này nha. Như cô chú cũng thấy ở bên dưới nè, cát người ta bơm vào bên trong khu vực cái bờ của khu du lịch nè, đó bên dưới nè. Mình tưởng tượng y chang như là một cái bãi biển, y chang như là khu du lịch này nằm ở khuôn viên của bãi biển vậy đó, bờ biển vậy đó, có cát nha. Mà có điều là nước đây là nước ngọt nha, và nước phù sa nên nó sẽ có một màu đục như thế này.
mình thấy cái không khí giống y chang như là bờ biển của Tân Thành, nhưng mà những cái thiết kế cũng như là hình ảnh của tổng quan thì lại giống như một cái khuôn viên của khu lịch Madrid khu nhỏ ở tại Việt Nam. Đây thì các nhân viên đang sơ chế các món nè, để cho chiêu đãi các thực khách khi mà đến đây ha, để vui chơi. Đây thì cả nhà mình có thể nhìn thấy nè, cái bảng để là Du Thuyền ha. Du Thuyền thì mình đi hướng này để về bên khu bên kia để mình đến khu của Du Thuyền nha. Trên bên trên những cái cầu gỗ như thế này mình thấy nè, cũng được trang trí rất đẹp ha, cả nhà mình thấy nè ha. Đó, những cái chậu ha, bằng gốm sứ như thế này nè ha, là những hàng bông giấy mai kiến thủy đó. Rất là đẹp ha. Rồi ở đây thì đây cũng có nhiều du khách đến đây chụp hình vui chơi ha. Ngoài kia chính là dòng sông Tiền á. Bên dưới đây cũng có một cái bến nè. Bên dưới đây cũng có một cái bến. Một cái bến để giúp mình ngồi chơi thư giãn được nè, đó. Ở đây thì góc ở khu vực này thì cả nhà mình có thể nhìn thấy cái góc ảnh nè, rất gần với những cái bên ngoài là người ta be chặn lại hết nè. Đó, những cái lưới như thế này ha để chắn lục bình nó không cho trôi vô á. Và cũng như là để giữ bên dưới là chắc là cũng có một cái phần trắng ve bờ để giữ phần cát ở trong khu vực này á. Rồi bây giờ mình tiếp tới khu vực của cái chiếc Du Thuyền này nha, để chia sẻ cho quý vị cùng xem chiếc Du Thuyền ở tại khu vực của khu du lịch Cồn Án này nha. Bên trong đây tối xíu nha, tại đây cũng có một cái máy cũng có một máy chòi ha, mà trang trí thiết kế rất đẹp ha, cũng được đan bằng và tre nứa gì nè. Đó là bên trong là cái lồng đèn á. Rồi mình cùng đi tiếp nữa nha. Trên đây thì cũng có nhà vệ sinh nè, đây cũng có bảng hướng dẫn này rất là rõ ràng cụ thể nha cả nhà. Ở ngoài cửa cổng á, mình bước vào khu du lịch này á, thì cũng có cái nhà vệ sinh nữa đó ở ngoài kia. Còn vào trong khuôn viên này á, ăn chơi vui chơi này nè, mình cũng có những cái toilet như thế này tại khu vực của mình ngồi chơi thư giãn luôn á. Đây nè, một chiếc Du Thuyền bằng gỗ ha, rất là đẹp và lớn luôn nè. Và chiếc Du Thuyền này được làm bằng chất liệu từ gỗ hết luôn nha. Ở bên trong đây thì mình cũng có một khuôn viên để mình ngồi uống cà phê thư giãn nè. Bên kia cũng được trang trí rất đẹp luôn ha. Ở đây thì mình thấy là cũng có được trang bị những cái áo phao nè, và xa xa thì cũng có những cái vỏ gác như thế này, cho nên là mình thấy là không gian rất là sạch sẽ vệ sinh luôn á. Thuyền cho thuê 50.000 một suất nha. Ai có nhu cầu tổ chức tiệc cái gì trong đây hay hoặc là đi một tem nhé, nhóm bạn mình có thể đến đây để mình vào đây mình làm một buổi tiệc nào đó bên trong khuôn viên của chiếc tàu này ha. Rất là đẹp và rộng lớn nha. Bây giờ mình sẽ đi lên trên chiếc tàu Du Thuyền này để đi tham quan nổi nét nữa nha. Ở đây thì có nhà vệ sinh toilet nữa nè, nhà vệ sinh toilet trong cái khuôn viên của chiếc Du Thuyền này luôn. Rồi, bây giờ mình đi lên nha. Rồi đang đi lên khuôn viên bên trên của chiếc Du Thuyền nè, rất là đẹp luôn ha. Đây nè, cũng có những chiếc bàn bằng gỗ như thế này, những cây gỗ liễn như thế này, ghế ngồi cho cả nhà xem ha. Đó, bên trên phía sau cái ban công cái bẩn của
chiếc thuyền nè, chiếc du thuyền nè. Này những cái hạt khung cây, khung cây màu trắng giống y chang như là cái lan can của thuyền vậy đó, của chiếc du thuyền này nè. Còn bên trong khuôn viên của bên trên, tầng trên, tầng 2, tầng trên của chiếc du thuyền nè, cũng được trang trí rất là đẹp luôn ha. Cả nhà xem đây, trong đây cũng có khuôn viên để các cái bàn nè, bàn bằng gỗ liễn, gỗ lũa luôn á, bàn bằng gỗ lũa. Đây mình ngồi thư giãn ha, rất là mát luôn. Tại vì ở bên trên, cái sàn bên trên cũng là bằng cây hết luôn á. Toàn bộ chiếc du thuyền này là làm bằng cây hết. Ở đây góc nhìn này mình có thể nhìn ra ngoài đây ha. Không gian của phía trước của chiếc đầu của chiếc du thuyền nè. Ở đây mình có thể nhìn xuống bên dưới là mình có thể thấy được cát cũng như người ta bơm vào bên trong đây nè. Đó. Và bên ngoài kia thì có những cái phần lưới để mà chắn lục bình để nó trôi vô khu nguyên này, khu vực này là khu vực bãi tắm á. Bơm cát vào trong đây. Phải nói là một công trình đầu tư lên đến là khoảng 33 tỷ đồng á. Rất là lớn ha. Này các du khách đang ngồi nhâm nhi cũng như là ăn thư giãn rồi kia đó đó. Còn đây chính là phần mũi phía đầu của chiếc du thuyền nè. Đó, cùng cả nhà mình xem ha, không gian rất là đẹp luôn. Ở bên cạnh đó mình có thể buổi chiều hoặc là sáng sớm mình có thể ngồi tại đây, ngồi ở đây để mình ngắm dòng sông Tiền, rất là đẹp, thơ mộng luôn ha. Và chiêu chiêu nghe một bài hát rồi vừa uống một ly cà phê hay một ly nước mát gì đó. Đó. Ở đây cho cả nhà mình xem cái góc nhìn ở mũi của mũi đầu tàu chứ mũi của chiếc thuyền ha, chiếc du thuyền nữa ha, xem nè. Phải nói cực kỳ chiêu và đẹp luôn ha. Nói chung là tại vị trí nào trên khu vực của cái khu du lịch Cồn Én này mình cũng có thể mà check in chụp hình ha, để thỏa sức cái niềm đam mê của mình khi đến đây để mà chụp ảnh. Đây mình đang đi cặp theo cái ban công, cái bên hông của cái lan can của chiếc du thuyền nè. Ở đây thì mình cũng có thể nhìn thấy được, ở bên trên cũng có được kéo những cái dàn đèn ha, những đèn mà bên trong cái đèn thì người ta cũng có làm bên ngoài đó là cái phần đèn bằng cái lồng như thế này nè. Dưới ban đêm thì nó sẽ cháy lên, nó sẽ rất là đẹp luôn ha. Phải nói là rất là cổ xưa xưa gì đó mà nó mang cái màu cũng như của cái loại gỗ lũa như thế này. Rồi bây giờ mình đi xuống nha, mình đi xuống phía sau của cái mạn thuyền ha, để đi du thuyền đi qua bên kia. Bên kia là khu vực của mà theo như mình quan sát ghi hình trên cao livecam thì mình thấy bên kia là khu vực bãi tắm á, giống như bãi tắm biển á. Rồi mình cùng đi tiếp nha. Tiếp qua bên đây. Lên đây thì càng lên cao này thì cũng có những cái biểu tượng rất là đẹp ha. Giờ mình đi qua đây trước khi mà mình đi tới phía trước nha. Qua đây mình cho cả nhà mình xem. Phải nói không gian rất là chill ha. Và mình thấy xa xa cũng có cái khu mà để trẻ em mình vui chơi được á. Ở đây thì bà con cô chú bác anh chị em mình có thể mà đưa trẻ em nhỏ đến đây để mà vui chơi. Tại vì mình thấy là có những cái cầu tuột rồi cũng như là có những cái xích đu ha. Rồi có cả những cái đồ chơi để cho các bé mình có thể chơi ở đây nè. Đây nè. Quá đẹp luôn cả nhà ơi nè. Thì bây giờ hiện tại là cái ánh nắng mặt trời đang ngược chiều của cái cam quay của em nha, cho nên là nó hơi tối xíu nha. Đây một cái ghế này giống như một cái ghế tình yêu mà bên trên mình thấy là có hai cái tay giống như tay hổ hay cây gấu vậy nè. Đó. Đây cũng là bằng cây nữa nè. Cây người ta cũng đang là ghi nổi với nhau nè. Ở đây các du khách thì người ta đến đây ngồi nó chơi nè. Đó là chụp hình nó check in rồi này nọ đó. Sống ảo nó ghi nọ đó. Chào em luôn. Đó, sống ảo không? Để ý kỹ thì cả nhà thấy nhìn thấy bên trên là có hai cái tay hổ hay là hai tay gấu gì đó.
này hình nó giống, thấy giống hơn hai tay gấu hơn á. Các cặp tình nhân có thể đến đây chụp hình rất là đẹp luôn ha, sống ảo hết sức là chiêu luôn á. Rồi trên đây đây cũng có cái dải để mình đi lên lúc trên này cao luôn nè, đó cao ngọn dừa luôn nha cả nhà, cao lên tới ngọn dừa luôn á. Đi qua đây coi như thế nào, cao lúc ngọn dừa luôn đó. À, quá đẹp quá chiêu luôn, rất nhiều cái khu vực để mà toàn là mình đi trên sàn gỗ cao như thế này không nè. Ở đây này hết rồi nha. À, quá hấp dẫn luôn, cao hơn khỏi ngọn dừa luôn mà. Bên bản cũng có một cái sàn nha, một sàn bên bản rất là đẹp luôn, để mình coi có đường đi bên bản không, để mình coi cho cả nhà xem nha. À, cũng có đường đi qua bản nữa, mình đi qua đây coi như thế nào nha. Bên đây hình như cũng có một cái sân khấu mà trên cao luôn á. Ở trong đây có nhạc nha cả nhà, đây nè, ở trong đây cũng có sân khấu cho các cặp tình nhân đến đi chơi hay là ăn uống rồi kia nọ thoải mái nè. Ở bên dưới thì cũng có cái nhà bong bóng nè cho các bé ra chơi nè, đó rất là đẹp luôn. Đây mình nhìn ra ngoài kia mình có thể nhìn thấy được cái chiếc du thuyền đó. Đó. Mà mình đi đây cũng rất an toàn nha, tại vì đường nó rộng quá, sàn gỗ nó rộng và những cái cây lan can rất là bự to lớn nè. Quá đẹp luôn. Góc nhìn này cả nhà mình có nhìn thấy nè cái ghế nè. Quá đẹp luôn ha. Đa phần ở đây thì mọi thứ đều bằng từ gỗ, và gỗ lũa là cái đặc trưng nhiều nhất tại đây ha. Ở đây người ta thiết kế mọi nơi đều là cái khu vui chơi để chụp ảnh, để thư giãn hết trơn nè. Đây nè, một cái hình ảnh của ngày xưa như hiện loại, nhưng mà nó mang cái nét đẹp của cái khu vực của cái du lịch Cầu Mén nè. Đó, telephone, một cái nhà để mà điện thoại công cộng ha. Nhưng mà tại khu vực Cầu Mén để vui chơi thôi nha. À, chụp hình cho đẹp thôi nha. Đó. Đi trên những cái sàn gỗ này rất là đẹp, là thoải mái cái chân luôn mà nó rộng nè. Những cái cây này rất là lớn nè, cho nên mình cảm thấy giác như nó rất an toàn nha. Mình cảm thấy bước đi cũng rất là chắc chắn. Rất là im và chắc chắn luôn á. Đây có nhạc hay nhiều nha, nhưng mà đoạn nào thì nó mình bị bản quyền mình sẽ tắt tiếng nha cả nhà, mình sẽ ghép chèn nhạc của mình vô nha. Mà sẽ không có tiếng của mình nha. Ở đây vùng này cũng có một cái chòi rất lớn ha, này cũng rất là rộng luôn ha. Và mình đọc trên tài liệu thì mình thấy là người ta nói là tới là 6,6 hecta lượng nha, cho nên rất là rộng nha. Bên bển chính là cái khu để mình tắm á, khu tắm mình cũng có những cái bồn sung nước, rồi đi trên những cái bè, rồi cũng như là đi trên những cái tấm ván gỗ ha. Bên cạnh đó thì đó, cả nhà nhìn thấy nước không? Ào xuống ha. Thì cứ mà cái nước nó đủ đầy trong cái một cái xô ở trên đó đó thì nó sẽ người ta đổ luôn một cái ào xuống, tạo như là một bãi tắm giả vậy đó. Đây là bãi tắm giả. Bên đây thì mình có thể nhìn thấy được những hàng cây gỗ lũa rất là lớn luôn nè. Đó, những hàng cây gỗ lũa rất là lớn màu đen á, được tạc những cái hình đầu gồng kia nọ đó, hoặc là những cái hình rất là đẹp luôn mà tạo tác đã làm ra, những nghệ nhân đã làm ra. Bên dưới đây mình thấy là những cái hàng dừa được trồng với nhau nè, cặp theo cái đường đi nè, trồng nằm nghiêng cặp theo bờ, và cũng như là trồng đứng dọc theo cái đường đi nữa đó, đó. Bãi tắm bên dưới đó nha cả nhà. Bên đây thì cũng có một cái chòi rất là lớn nè, đi bên trên là một cái tháp vậy đó để mình ngắm nó kia nọ đó, ngắm toàn cảnh luôn á. Cái tháp này cũng khá là cao ha, khá là cao á. Đây mình nhìn ra mình thấy là du thuyền bên bển. Rồi mình đi xuống nữa nha. Rồi mình đi xuống một vài vị trí khác nữa nha.
giờ đi qua đây. Xem ở phía trước của sông Tiền nha. Khung cảnh bên đây thì nhìn thấy cũng rất là chill ha. Bên dưới lót những cái tấm đan bê tông nè, và kèm theo đó là những cái kẻ này được trồng cỏ nè. Nó tạo như một cái khoảng giống như một cái sân ha. Sân để tổ chức vui chơi hoặc là sân để mình thư giãn, ở đây thư giãn nè, cũng rất là đẹp luôn. Ở đây mình nhìn vô là thấy chú Du Hiền nằm bên trong. Đó. Ở đây thì cũng có một cái đây nè, mới đúng là một trái tim tình yêu nè. Đây, ghế tình yêu là đây luôn á. Bãi tắm luôn. Bãi tắm để mình có thể tắm được luôn nha. Cũng có nhiều người xuống đây tắm lắm. Một cái ghế tình yêu rất là đẹp luôn ha. Rồi bây giờ cùng theo em đi tham quan một vài vị trí khác nữa nha. Thì có thể là em sẽ không thể nào đi hết chia sẻ cả nhà được, nhưng mà cả nhà có thể xem trên livestream để thấy những thước video của em về cái không gian toàn cảnh của khu vực của cái du lịch Cò Máng này ha, trên những cái phim livestream của em. Ở đây là bên dưới bãi tắm nè ha, cũng có những cái ghế ngồi, những cái ghế ngồi như bãi tắm biển vậy đó, rồi những cái chòi dù nè. Bây giờ mình đi xuống đây ha. Đây người ta cũng bơm cát, đưa cát vào đây nè, đó rất là đẹp luôn ha, rất là chill luôn, quá đẹp luôn. Mình về bãi tắm ha. Đây mình phải ngồi thư giãn đây nè, sau khi mà tắm xong á, đây mình ngồi thư giãn. Quá đẹp, quá ấn tượng. Đây bãi tắm bên đây nè, đó. Quá mướt rượt luôn ha. Có phao bơi miễn phí luôn nè, đó, đây để nguyên một dàn phao bơi nè. Quá ok luôn. Đây cũng có những thiết bị để mình chơi nè, tắm mà mình chơi luôn nè. Không khác gì một bãi biển thực sự luôn á. Đây là bãi biển nhân tạo do người con người tạo ra nha, khu du lịch Cò Máng tạo ra nha. Sóng này thì sóng cũng nhẹ, tại vì sóng này sóng của sông Tiền mà, nó cũng đánh nhẹ, nhưng mà rất là giống với một bãi biển ở miền Tây, bãi biển có màu phù sa như này, chẳng hạn như bãi biển Tân Thành hay biển Thành Phố rồi đó. Đây cũng như những chiếc thuyền đó nè, nó quá đẹp luôn. Mình nhìn đi dài dài bên kia cũng có một, cũng những cái căn chòi y chang vậy đó. Đó, những cái căn chòi xây trên cao ha, bằng những cái cây gỗ lũa như thế này nè, mình có thể nghỉ dưỡng trên đó, ăn kêu món đồ kia nọ đó, quá đẹp. Và tại đây thì mình có thể mà đi lên trên cũng có một cái chòi ở giữa nè, và có một cái tháp trên trển cao rất là cao á, mình có thể lên trên đó để mình ngắm toàn cảnh của cái khu du lịch Cò Máng này nè. Đây cũng có bãi, cũng có một cái biển bảng nè để nội quy cho của bãi tắm nè, thì tắm từ thời gian nào đến thời gian nào nè đó, và để cả chữ tiếng Việt cũng như là chữ tiếng Anh luôn á, thời gian tắm từ 7 giờ đến 17 giờ nha cả nhà. Cả nhà mình phải đến đây để tham khảo cũng như là để vui chơi những thứ các món vào những ngày cuối tuần hoặc là những ngày lễ đồ kia nọ đó. Thì khuôn viên để đi đến đây cũng về dễ chứ không khó. Từ mình ở bên Mỹ Luông, An Giang, Chợ Mới, Bản thì mình sẽ đi bắt đò qua đây, qua Cò Máng. Còn cả nhà nào nếu ở bên khu vực của thành phố Hồ Chí Minh đi xuống đây, hoặc là bên quốc lộ 30 thì mình có thể đi từ quốc lộ 30 đến đây một cách dễ dàng, không còn đi xuống bằng đò nha. Trên là các du khách người ta đang thưởng thức các món ăn là khi nó vui chơi như lên á, quá đẹp, quá ấn tượng luôn ha, quá chill luôn. Đây nè, cái ghế phản cảnh cho cả nhà xem nữa ha.
những cái ghế gỗ ha, chị ngồi không gió không mát, ngắm sông Tiền quá chiêu luôn. Đây em đang ngồi nè, em ngồi rồi sau đó quay sẽ ra ngoài y chang như em đang nhìn ra ngoài sông Tiền ha. Cả nhà có thể nhìn thấy được những chiếc tàu lớn ha, rồi là chở những chiếc container rất là khủng khiếp luôn nè, ở xa xa nè. Chắc lẽ là do máy em zoom không rõ nha, nhưng mà em sẽ dùng thiết bị điện thoại em zoom cho cả nhà xem nha. Rất là đẹp luôn á, quá đẹp. Cái này nếu mà sáng sớm ha, sáng sớm hoặc là chiều mát á, mình đến đây mình nằm trên những cái ghế gỗ như thế này, ngắm vào sông Tiền, làm một tách cà phê hay gì đó thì còn gì bằng nữa ha. Quá ấn tượng luôn đúng không cả nhà? Một man đít thu nhỏ giữa lòng sông Tiền tại khu vực của Còn Én ở miền Tây sông nước với em nè. Rất nhiều du khách đến đây để tham quan ha, để vui chơi. Và như vậy thì em cũng vừa chia sẻ một phần nào chi tiết, một góc nào đó trong khu nguyên của du lịch Còn Én nha. Nhưng em cũng không có đi hết, nhưng mà cả nhà cũng thấy qua thước video của em để thấy được cái khu du lịch Còn Én qua đôi phút của em ghi hình nãy giờ. Cả nhà có thể đến đây để mà cảm nhận được hết cái khu vực của Còn Én này, với cái rộng lên đến khoảng 3,3 hectare ha. Rộng lên đến, phải xin lỗi, rộng lên đến khoảng 6,6 hectare ha. Cả nhà mình có thể, các bạn, cô chú anh chị em mình có thể chọn vào những ngày nghỉ lễ hay những ngày nào đó mình thuận tiện đến đây để cảm nhận hết. Dù là qua thước video thì có thể sẽ không đầy đủ, không chi tiết. Và bây giờ cùng em đến cái khu vực để mà ăn uống, xem thưởng thức một vài món tại đây nha. Khi mà em đi xung quanh khu du lịch Còn Én này thì bây giờ thì cùng theo em ở một cái không gian, một cái view của một cái chòi nè, chòi mái lá nha, để xem các món ăn cùng em và thưởng thức cùng em một vài món tại nơi đây nha. Ở ngoài của cái order ha, để là mộc mê công, bên trong thì có rất là nhiều các loại món nè, món đặc sắc ha, như chả giò mộc mê công 159.000, rồi món gỏi mộc mê công 139.000, mẻ gà 4 món 599.000, và có rất nhiều các món dao động từ giá là 100 mấy chục ngàn cho đến 500 mấy chục ngàn. Nhưng quý vị cô chú anh chị em mình, bên đây cũng có món bánh xèo nè, và các món lay gai nè, cũng rất là nhiều, rất là đa dạng luôn ha. Các món lay gai như là khoai tây chiên, khoai môn bơ sữa, ức vịt xông khối nè, vân vân. Và các món này cũng thay đổi tùy theo thời điểm nữa nha. Rồi bên đây thì có các món gỏi cơm mì cháo, như là gỏi tép bông điên điển, gỏi mộc mê công vân vân, rồi gỏi bò bóp hấu, rất đa dạng, cô chú mình có thể lựa chọn tại đây nha. Gà ta nè đó. Bên đây thì có món vịt nè, các món gì vịt nha, rồi món bò Việt, bò Mỹ, rất nhiều luôn ha. Đây có các món về của thịt heo nè, như chẳng hạn như là bao tử hầm tiêu, bao tử xào cải chua, bao tử sốt ngũ vị vân vân. Bên đây thì có món tôm càng xanh, thì tôm càng xanh thì có nổ muối lá chúc, tôm tái thái, tôm nướng vân vân. Và bên đây thì có lẩu mắm. Bên đây là các món ăn của cơm như là canh chua cá lóc,
cá lóc, cá hú, kho tộ, các món về của miền Tây sông nước ở trong cái menu này rất là đa dạng và đầy đủ. Mình thấy là đại khá các món đặc sản đều có khá đầy đủ ha. Đây là các món về khô nè, các loại khô như là khô mực, khô sạc bổi, vân vân, các loại đồ đồng quê. Ở đây thì tạm thời trong thời điểm này thì không có, mình thấy là đánh ít nè, gạch bỏ nè. Ngoài ra thì các món khác như là khăn lạnh, khăn giấy, trà bắc, trái cây cũng theo mùa nữa nha. Có như là bia Tiger, rồi Heineken, Hà Lan, Sài Gòn vân vân, van đỏ, taxi, rất đa dạng luôn ha. Thì sau khi mà mình tham khảo cái menu, rồi bây giờ thì mình với bạn mình cũng có kêu đây một vài món để mình ăn thưởng thức coi như thế nào. Kêu nhiều thì mình sợ mình ăn không hết thôi chứ gì. Trước tiên thì bên đây thì mình có, ở đây chính là món chả mọc. Món chả mọc thì bên ngoài thì có, bên ngoài này chính là lớp tàu hũ kỳ lá, bên trong thì chả cá, và ở giữa thì có nhân là trứng muối. Thì cái món chả mọc này thì ăn rất là dai nha, tại vì đây là chả cá hạt lát nha cả nhà. Bây giờ mình cùng tiếp tục đến cái món thứ hai nha. Còn món bên đây, cái dĩa này là món bò bóp hấu. Thì đây mình thấy là đương nhiên thành phần chính là sẽ có thịt bò rồi đó, và ở đây là có chuối chát, rồi dưa leo, rồi khế, cái chua nè đó, rồi củ hành đó, rồi củ cải đỏ, rồi cà chua đó, rồi một số loại rau mùi, rau thơm nè, rau rí nè đó. Thì nó hòa quyện với nhau tạo nên cái món này. Rồi cái món thứ ba là mình có kêu đây chính là cơm chiên thịt cải chua ha. Cả nhà cũng thấy cái màu rất là đẹp luôn ha. Bên trong đây là thịt sắc nhỏ nhỏ nè. Thì ở đây thì mình ngồi ăn bên dưới một cái chòi lá như thế này ha. Xung quanh là những cái cây, xung quanh đây là cây gỗ lũa ha, rất là đẹp và ấn tượng. Nhìn qua bên ngoài là cái view sông nước miền Tây mình nè. Thì mình ngồi đây hóng gió mát ha, vừa thưởng thức các món ăn nơi đây, cũng như bên cạnh đó là mình ngắm dòng sông Tiền ha, nghe tiếng âm thanh của tàu ghe chạy qua chạy lại ha. Thưởng thức các món tại nơi đây rất là hấp dẫn luôn nha cả nhà. Và bây giờ thì em sẽ ăn thử cái món chả mọc nha cả nhà. Đây, món chả mọc đây thì em sẽ thưởng thức, em sẽ chấm với tương ớt ha, coi hương vị nó đặc biệt như thế nào nha. Và bây giờ thì mời cả nhà cùng thưởng thức cái món chả mọc này với em nha. Mình ăn cảm nhận thì thấy bên ngoài cái lớp vỏ thì nó có hơi giòn giòn, mà bên trong thì cái lớp chả thì nó dai dai của chả, chả cá. Chính giữa thì có mùi vị, cái nhân nó chính là cái nhân là trứng muối. Ăn cũng khá là ok, cũng được á. Bây giờ mình tiếp tục đến cái món bên đây nha. Bên đây chính là món bò bóp hấu. Đây, mình sẽ cảm nhận thử với một miếng chuối chát nha, miếng bò nè, thêm một chút miếng khế vô đi. Cái này mình chấm cái gì là hợp lý ta? Nước mắm nha cả nhà. Này là nước mắm làm ha. À đây, chấm với nước mắm thì mời cả nhà cùng thưởng thức với em những món gỏi này nha. Thấy hương vị cũng khá là ok ha, nó hòa quyện với cái nước mắm làm nè, hương tỏi cũng như bên cạnh đó là thịt bò dai dai, cắn trúng miếng chuối chát và miếng khế thì chua chua ha, ăn trúng miếng đậu phộng á, hoặc hạt đậu phộng thì nó béo béo. Cộng với đó là cái phần cái hành cháy phải không, hành phi nè, thơm, rất là thơm và đặc biệt luôn ha, hòa quyện với cái nước mắm này nè, chấm vô khá là ok, ăn cũng khá ngon ha. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục ăn tới cái món cơm nha. Phải nói là cái món cơm này mình đang cảm thấy ăn rất ngon nha. Bên cạnh đó thì
hạt cơm rồi dĩa trứng rồi dĩa phần thịt nè. Cái thịt nó dĩa dai dai, nó hòa quyện như đấy. Mình chấm, mình trang thêm một chút nước tương vô nè thì ăn rất là ngon, ok ha. Mình kết hợp với ăn cái món chả mọc này với cái món gỏi này là nó phải nói là tuyệt vời luôn á. Vừa nghe cái những chiếc ghe tàu thuyền nó chạy qua lại nè, cũng như bên cạnh đó thì cái gió thổi vào mát mát bên dưới những cái chồi lá như thế này nè, rất là đặc biệt luôn ha. Mà mình thấy đặc biệt là trong cái phần cơm chiên nè, là nó có cả luôn cái cải chua sắc rất là nhỏ nhỏ mà nè, nó cũng tạo cái gì đặc biệt cho cái món cơm này. Hôm nay thì em đến đây thưởng thức ba món này, cảm thấy rất là ngon cũng như khá là ok về cái hương vị của cái mọc Mekong này ở tại khu du lịch Cồn Én, cũng như là quý cô chú anh chị em mình có thể đến đây để cảm nhận hết cái hương vị cũng như là cái giải trí nơi đây. Mình có thể tắm tại đây rồi chụp những bức hình chiêu tại đây, vừa thư giãn đầu óc, bên cạnh đó vui chơi tại đây và thưởng thức các món ăn tại đây. Rồi quý cô chú anh chị em gần xa xem video cảm nhận thấy cái hương vị nơi đây ra sao như thế nào thì hãy bình luận bên dưới video này và cho một like cũng như một lượt đăng ký kênh. Nếu đến đây để thưởng thức cảm thấy ok thì nhớ cho một like trên video của mình nhé, cũng như là cô chú thấy đẹp thì cái cảnh view nó đẹp thì nhớ đến đây để cảm nhận như thế nào, thực tế như thế nào nhé. Rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị em và quý vị khán giả các video sau của em nhé.